Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nhật ký cuộc sống. Chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Ninh Bình, container tông hai người nhập viện ngay cạnh trạp cưới lớn lòng đường. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 3 tại quốc lộ 10, đoạn tại vị trí Ao Vua, xóm Hà Giá, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, khi chiếc xe container mang biển kiểm soát 15C08670 kéo theo trờ móc mang biển kiểm soát 15R08352 do một người đàn ông điều khiển chạy trên quốc lộ 10 hướng từ Kim Sơn về Ninh Bình, khi đến địa điểm trên đã tránh một người đi xe đạp ngược chiều, trái đường nên đã đánh lái lấn trái tuyến va chạm vào xe máy do một phụ nữ điều khiển mang biển kiểm soát 35K140867 trên xe chở một người phụ nữ chạy chiều ngược lại. Sau cú đâm trực diện giữa xe máy và xe container khiến hai người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, một người thương rất nặng và cùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, còn chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an huyện Yên Khánh nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân bị nạn tới cơ sở y tế cấp cứu cùng điều tiết giao thông xử lý hiện trường trên. Theo quan sát, tại vị trí vụ tai nạn xảy ra thì có một trạp đám cưới được dựng lớn ra đường làm hạn chế các phần lưu thông của các phương tiện qua khu vực này. Theo nhiều người, rất có thể đây cũng là một phần nguyên nhân xảy ra tai nạn. Vụ việc đang được công an huyện Yên Khánh tiến hành lập hồ sơ làm rõ.